Tâm An xin chào các bạn và anh chị em. Ở đây mình có hai trái sầu riêng. Hai cái trái sầu riêng này mắc cười lắm, nó nhỏ xíu à, bằng cùm tay. Hai cái trái này thuộc về Nikolai rồi. Theo như các bạn nghĩ, hai cái trái này nó có múi không nè? Chứ Tâm An thấy á, là chắc chắn nó sẽ có múi á. Mà mình sẽ coi là cái trái nào nó ngon nha. Tâm An thấy cái trái này nè, cái gai nó nhọn hoắt lên luôn. Thường khi mà mình thấy cái trái nào mà nó nhọn hoắt lên như vậy á, là cái múi nó sẽ không ngon. Còn cái trái này á thì cái gai nó nở đều ra hết luôn. Thì cái trái mà nó nở đều ra như vậy á, thường là Tâm An thấy á, là cái múi bên trong nó sẽ vàng và nó rất là ngon. Hai cái bà sầu riêng Barbie này để Tâm An khui ra cô chú anh chị em mình xem là có đúng như lời Tâm An nói không nha. Tâm An nghe nói mấy cái gai nhọn á là sầu riêng đực, còn cái gai mà u nu á là sầu riêng cái, mà không biết có đúng không nữa. Mấy cái bà mà trái nhỏ nhỏ vậy nè, nhiều khi mấy bả còn ngon hơn là cái trái lớn luôn á. Tâm An nghĩ vậy mà không biết phải không nha. Giờ tách ra, ôi cái muối trắng xác à, mà không biết có ngọt không nữa nha. Nhưng mà thấy muối trắng là thấy không thèm rồi đó. Giờ tới mình khui cái bà gai u nu để coi bả ra làm sao nha. Cũng hồi hộp. Ôi cái muối bả vàng ươm luôn, giống hột gà, ngon ghê luôn. Khui ra thôi mà nó quá chừng thơm. Vậy là khi mình đi mua sầu riêng, mình nên chọn những cái gai mà nó nở đều và to mập mạp á, thì cái muối bên trong nó sẽ vàng ươm luôn, rất là ngon. Còn những cái gai mà nó nhọn hoắt nè, là bả trắng xác luôn à. Tâm An khui ra thì thấy làm sao nó vậy mà không biết nó có đúng hay không. Cô chú anh chị em mình thường xuyên dùng cái sầu riêng á, nếu mà đúng như là Tâm An nói á, thì cho Tâm An biết đi nha, bằng cách là bình luận ở bên dưới. Video hôm nay Tâm An chia sẻ chỉ là giống như đi tìm ẩn số góp vui thôi. Cô chú anh chị mình xem video, nếu mà thường xuyên dùng sầu riêng có kinh nghiệm á, thì cho Tâm An biết cho nha. Còn riêng mình á, mình thấy cái bà sầu riêng mà gai bà nhọn hoắt như vậy nè, bà trắng xác luôn, là thấy không kham rồi đó, thấy không thèm rồi. Còn cái bà mà gai u nu á, thường là người ta nói trái cái á, bà vàng giống cái hột gà, nhìn quá chừng ngon luôn. Cô chú anh chị mình xem video, thấy cái loại sầu riêng nào mà ngon á thì cho Tâm An biết với nha, bằng cách là bình luận ở bên dưới. Còn video hôm nay chỉ là góp vui thôi. Và video hôm nay Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.